Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, Tin từ Vương quốc Anh cho biết là Thủ tướng Richie Sunak đã tiến hành cải tổ nội các. Tổng tấn xã Reuters đưa tin cho ngày 7 tháng 2 cho biết là Thủ tướng nước Anh ông Richie Sunak đã tiến hành cải tổ nội các để thúc đẩy việc thực hiện các cam kết, trong đó có mục tiêu phát triển kinh tế. Ông Sunak đã chia tách chức năng của hai bộ, đó là Bộ Kinh doanh Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp, cũng như là Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, trở thành bốn bộ mới, trong đó có bộ khoa học và đổi mới. Theo văn phòng của Thủ tướng, thì ông Sunak đã chỉ định Bộ trưởng Kinh doanh đương nhiệm là ông Grant Sharp làm Bộ trưởng của Bộ An ninh Năng lượng và Trung hòa Carbon mới được thành lập. Chức vụ quốc vụ khanh phụ trách thương mại là Kemi Bantnok đã được mở rộng, bao gồm cả kinh doanh và thương mại. Trong khi đó, thì cựu bộ trưởng văn hóa là Michel Dolan đã được chỉ định đứng đầu Bộ Khoa học, Sáng kiến và Công nghệ, Cựu Bộ trưởng Nhà ở là bà Lucy Fraser, đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao. Cựu Bộ trưởng Thương mại là ông Greg Hans đã được chỉ định làm chủ tịch của đảng bảo thủ. Thủ tướng Rishi Sunak đang nỗ lực chèo lái nền kinh tế, vượt qua giai đoạn khó khăn với mức lạm phát tăng lên mức hai chữ số, chi phí năng lượng tăng vọt và kinh tế trì trệ kéo dài. Ngoài ra, thì ông Sunak cũng đang đứng trước áp lực phải chứng minh rằng việc rời khỏi Liên Âu không ảnh hưởng tới lợi ích của nước Anh thông qua phát triển quan hệ thương mại mới đối với các đối tác quốc tế. Trở lại với bản tin liên quan đến trận động đất lịch sử trong ngày hôm qua xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Bản tin tiếp nối cho biết là Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 10 tỉnh thành trong 3 tháng. Thông tấn xã IFP đưa tin cho hay Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp 3 tháng với 10 tỉnh ở miền Nam chịu ảnh hưởng từ trận động đất làm cho hàng ngàn người chết trong ngày 6 tháng 2. Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết rằng, chúng tôi quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp để bảo đảm các chiến dịch cứu hộ và cứu nạn được thực hiện nhanh chóng. Chúng tôi sẽ cấp rút hoàn tất các quy trình liên quan đến quyết định này. Theo ông Erdogan, phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp là 10 tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng từ trận động đất xảy ra vào sáng sớm ngày 6 tháng 2, thời gian trong 3 tháng và có thể gia hạn nếu như cần thiết. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép tổng thống và nội các có thể áp dụng luật mới, hạn chế hoặc là đình chỉ các quyền mà họ cảm thấy cần thiết mà không cần phải thông qua quốc hội. Chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai hơn 50.000 nhân viên cứu trợ đến những khu vực chịu thiệt hại và phân bổ 100 tỷ lira, có nghĩa là khoảng 5.3 tỷ Mỹ Kim, để hỗ trợ về tài chính. Ông Erdogan cho biết khoảng 70 quốc gia đã đề nghị hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ ứng phó về thảm họa này. Giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là khu vực chịu ảnh hưởng trải dài gần 450 km từ Anada ở phía Tây sang tới khu vực Diyarbakir ở phía đông và 300 km từ khu vực Malitia ở phía bắc đến Hatay ở phía nam. Tổng thống Erdogan cho biết là trận động đất đã khiến cho ít nhất là 3.549 người bị thiệt mạng. Theo cơ quan ứng phó thảm họa và tình trạng khẩn cấp, có 5.775 tòa nhà đã bị phá hủy, 20.426 người bị thương trong khi đó thì tại Syria chính quyền của Damascus và các lực lượng đối lập đã ghi nhận 1.602 người thiệt mạng lực lượng cứu hộ của cả hai quốc gia đều đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát tổng giám đốc của tổ chức y tế thế giới ông Tedros Ghebreyesus cho biết rằng đây là một cuộc đua với thời gian mỗi phút mỗi giờ trôi qua thì cơ hội tìm thấy người sống sót lại giảm dần Liên Âu mời Tổng thống của Ukraine đến tham dự hội nghị thượng đỉnh. Chủ tịch của Hội đồng châu Âu là ông George Mitchell đã chính thức mời Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Âu, dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Brussels của nước Bỉ trong tuần này. Trên trang mạng xã hội, thì phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Baren Layet Thông báo, Chủ tịch của Hội đồng châu Âu đã mời Tổng thống Ukraine ông Zelensky trực tiếp tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Âu vì lý do bảo mật sẽ không cung cấp thêm thông tin. Nếu như ông Zelensky đến thăm Brussels thì đây sẽ là một chuyến thăm Liên Âu đầu tiên và là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Zelensky kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine gần một năm trước đây. Vào tháng 12 năm 2022, ông Zelensky đã đến thăm Hoa Thịnh Đốn gặp gỡ cùng với lại Tổng thống Biden và có một bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Trước đó thì Hội đồng Châu Âu thông báo Hội nghị thượng đỉnh Liên Âu sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tới tháng 2. Lãnh đạo quốc gia và chính phủ của các nước trong khối sẽ thảo luận về các vấn đề về kinh tế, di cư cũng như là việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay. Ba Lan chuẩn bị đối phó với dòng người di cư từ Nga và Belarus là bản tin tiếp nối hãng thông tấn của Ba Lan PAP đã đưa tin bắt đầu xây dựng hàng rào điện tử ở biên giới ở tỉnh Kaliningrad vì lo ngại người di cư từ Nga và Belarus sẽ tràn sang châu Âu. Hàng rào này sẽ bao phủ khoảng 200 cây số biên giới trên đất liền và bao gồm một hệ thống camera và máy theo dõi. Phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ba Lan là bà Anna Michanka cho biết là công việc xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 3 sắp tới đây. Bà Michanka nói rằng lính biên phòng sẽ có thể kiểm soát biên giới, các hệ thống phát hiện sẽ gửi cảnh báo để lính canh phản ứng với những nỗ lực vượt biên. Ba Lan hiện nay đang chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng biên giới năm 2021 lặp lại khi hàng nghìn người tị nạn và người di cư châu Phi và Trung Đông đã tìm cách vào Ba Lan qua ngã Belarus. Quốc gia Belarus đã phủ nhận về sự liên quan đến tình hình vào thời điểm đó và thay vào đó đã đổ lỗi cho Ba Lan và Bỉ đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo dẫn tới cái chết của một số người di cư trong các khu rừng dọc theo biên giới. Hiện tại thì tình hình ở biên giới giữa Ba Lan và Nga vẫn ổn định. Trong năm ngoái, lực lượng biên phòng của Ba Lan đã báo cáo có 11 trường hợp vượt biên trái phép tại đường biên giới với tỉnh Kaliningrad. Kể từ tháng 11 năm ngoái, quân đội của Ba Lan đã ra lệnh cho lực lượng biên phòng lắp đặt hàng rào dọc theo biên giới với tỉnh Kaliningrad. Tin từ Hán Thành cho biết là một sát nhân giết đồng nghiệp lĩnh một án là 40 năm tù. Thông tấn xã John của Nam Hàn đưa tin cho biết, tòa án của quận trung tâm Hán Thành trong ngày 7 tháng 2 tuyên, bộ, tuyên án 40 năm tù đối với nghi phạm là Yeon Yu Wan, 31 tuổi, vì đã giết đồng nghiệp cũ để trả thù. Sau khi nạn nhân báo cảnh sát rằng cô ta bị anh ta theo dõi, tòa án cũng ra lệnh cho nghi phạm phải đeo thiết bị theo dõi điện tử 15 năm sau khi ra tù. Nghi phạm và nạn nhân cùng làm việc tại một công ty tàu điện ngầm số Metro từ năm 2018 và kể từ đó thì Gion đã gửi cho cô này hàng loạt các tin nhắn quấy rối, trong đó có những cảnh quay bất hợp pháp. Anh ta cũng tống tiền khi cô này cố gắng cắt đứt mọi liên lạc. Nghi phạm đã bị sa thải vì hành vi quấy rối và đeo bám, nhưng điều này không ngăn được hành vi của anh ta. Theo tài liệu của tòa án, trong gần 2 năm, Gion đã theo dõi và đe dọa người phụ nữ hơn 300 lần. Nghi phạm chưa bao giờ bị bắt cho dù là nạn nhân đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại vì cảnh sát đánh giá là Jeon đặt ra một mối nguy cơ không đáng kể Tuy nhiên vào ngày 14 tháng 9 năm 2022, một ngày trước khi bị kết án vì tội theo dõi thì nghi phạm đã chờ một giờ đồng hồ trong nhà vệ sinh công cộng tại ga tàu điện ngầm ở trung tâm Hán Thành và đâm chết nạn nhân. Lúc đó cô chỉ 28 tuổi. Hành vi của Jeon khiến cho người này được truyền thông Nam Hàn đặt cho một biệt danh là sát nhân đeo bám. Vụ giết người khiến cho tổng thống Suk Yeol và cựu công tố viên hàng đầu của Nam Hàn kêu gọi bộ tư pháp cải cách luật về tội dình dập để bảo vệ các nạn nhân tốt hơn và bảo đảm những tội ác như vậy sẽ không xảy ra nữa. Một thẩm phán tại tòa án quận trung tâm Hán Thành cho biết là vụ giết người là có chủ ý và đã được lên kế hoạch trước đó và họ bác bỏ tuyên bố của bị cáo rằng đây là một hành động bột phát các công tố viên đã đề nghị án tử hình tuy nhiên tòa phán quyết rằng bị cáo còn trẻ và đồng nghĩa với việc là nghi phạm vẫn có thể ăn năn và chuộc tội trong lời khai cuối cùng trước tòa án gion xin lỗi gia đình nạn nhân vì đã gây ra quá nhiều đau đớn cho họ bị cáo đã không được gia đình của nạn nhân tha thứ